Cô chú anh chị, thì đây là một cái vật dụng này á, là chú dùng để sáng tạo những cây đờn mà người con của mình mà chú gọi là liên cầm. Và đây là hình ảnh chú Phước ở trong nhà mình. Bên cạnh bức họa của ba mẹ mình, chú là một nhạc sĩ mà người ta chào, thường hay gặp nhau chào chú hả? Dạ. Gọi là chào thua hả chú hả? Chào thua. Chú ơi, con thấy cái hình đó là hình họa hả chú hả? Đúng rồi, chú, đây chú là một bức họa truyền thần, là cái người mẫu, là tức là cha mẹ của mình ngồi trước mặt của mình rồi mình họa nó bằng sốt, hay gọi là hình họa đó. Lúc còn sống hả chú hả? Lúc đó là còn sống đó, lúc đó năm 78, 1978. Ê ơi, con thấy kìa, cô chú anh chị thấy nè, là hình gâu, từng cái cọng gâu bạc mình vẽ luôn, trên gâu vẫn thấy hiện rõ đôi mắt, rất là có hình. Thì đó đó, như hình chụp luôn á. Mà nó chụp còn chưa nổi luôn, cái này đi ngang mà sao là cái. Ồ, cái này quá lâu chưa chú? Hồi năm 1978, lúc đó tôi mới có 26 à, 26 tuổi thôi. Chú học quà bao nhiêu năm mà chú lại quà được? Hồi 13 tuổi. 13 tuổi là chú học, 13 tuổi là học quà rồi, học đờn luôn. Học đờn, học quà rồi mà đờn nhiều cây luôn, cái chơi nhạc, chơi cổ gì cũng cái có. Này chú quà ông với bà năm nay lúc này bao nhiêu tuổi? À, cha với mẹ tôi thì lớn tuổi lắm, lúc đó ổng cũng cỡ 60 mấy à. Con nghĩ là hình chụp sao lại chú vẽ được những cái cọng gâu như vậy? Thì hồi mình chăm chỉ. Cái đó là bằng chất liệu gì chú? À, nó chất liệu là cái hình họa thì nó không có xử lý tới cái bột màu. Dạ. Nhưng mà tôi thấy rằng người ta chỉ xài gươm á, cục gươm á thì cái sợi râu nó không có sắc nét, nó không có lộ ra được. Thành ra mình phải bị gì trong đó nó có cái loại mà xài về bột màu nữa. Thành ra mình vừa bên họa sốt là cũng bột màu đen. Nhưng mà bên này mình có thể pha keo với một cái chất liệu màu trắng. Chú tự nghĩ ra màu? Tự nghĩ chứ người ta cũng không nghĩ ra. Thành thử ra cái bức tranh tôi thì người ta cũng không thể làm được cái đó, là bởi vì quả sốt người ta không có cái râu như vậy. Quả sốt là sao chú? Sốt là một cái loại màu đen, ta kêu sốt, chứ còn nó là một cái bột màu đen. Người ta dùng cọ hoặc là cục gòn vậy đó, người ta đánh nó lên thôi, thì nó không có ra được những cái sợi râu đó. Chú ơi, con nhận thấy ở trong cái bức hình mà chú họa về ông đó, là trên cái đôi mắt vẫn giống như là có nước. Đúng rồi. Đúng không? Dạ, giống như là có nước. Con nhận thấy là đôi mắt của ông với lại gâu nè. Gâu thì nó rất là thật, và đôi mắt giống như là có nước ở trong mắt. Đúng đúng. Dạ. Cái đó là chú làm cái chất liệu gì? Nó cũng là những cái chất liệu đó thôi, nhưng mà khi mà mình muốn nghiên cứu sâu về cái chất nghề nghiệp thì tức là phải phóng đại cái con mắt mình lên để mình hiểu về nó, rồi mình có mình chấm một cái điểm thôi nó đã ra được. Tức là người ta có thể ta thấy một cái người đang nghĩ về một cái gì xa xôi, hay là người ta nhìn chằm chằm vào một cái điểm nào đó, thì mình sẽ dùng cái chiêu đó. Vậy là đôi mắt này là đôi mắt thật lúc chú họa, hay là chú muốn họa đôi mắt giống như vậy? Cái đôi mắt thật, bởi vì không có gì bằng thật. Dạ. Thành ra mình mà, nhưng mà nếu nhìn bên ngoài người ta không phát hiện ra đường nét của nó thì ta không có lột tả được nó. Dạ. Nhưng mà tôi phải sau những cái nghiên cứu mình phải nhìn cái lúc mình coi con mắt của mình, thử coi trong đó cái ánh nó thế nào mà để nó có cái thần đó. Nhìn cái kính lúp hả chú? Cái lúp mình rọi mắt mình trên cái cái phản chiếu để mình phát hiện ra. Nhưng bây giờ người ta có thể dùng máy vi tính rồi thầy phóng đại lên. Cái này là cẩn hay gì chú? Cẩn. Cái tủ này chú cẩn. Chú tự cẩn hay là chú mua tay cẩn? Mình không chứ. Ủa, vậy là ngoài hội họa thì tác phẩm của mình. Tác phẩm này của mình. Chú những cái bát tiên này là chú nghĩ hết hả? Thì mình tạo mẫu lên, bị mình hội họa thì mình vẽ mẫu lên. Cái mẫu này là chú mình tự nghĩ ra chứ không có nhìn theo của không rồi. Không nhìn. Mình là cái loại Cái này là gì chú? Cái đó bát tiên du hồ á. Dạ. Tức là thì mẫu chuyện nó vậy, mình chỉ biết cái nội dung là bát tiên du hồ, nhưng mà thực tế thì bát tiên trong đó là đàn Trần Trọng Nghĩa là sao chú? Đó là bị hồi lúc làm tủ này thì đứa cháu hình bóng đó đó. Dạ. À, nó chết, nó 9 tuổi nó chết, ra mình để kỷ niệm thờ nó vậy đó. Dạ. Còn bên đây nè, con thấy bên đây nè. Cái đó là cái tựa của cái nội dung đó. À, Khương Tử Nha. À, là câu cá mấy câu cái cá. Mẫu chuyện vậy thì đây là nhị thập tứ hiếu. Ồ. Phải nói là con thật tình kính nể chú. Chú cho con, chú nói là cái bàn thờ đó là với lại cái tấm hình này có liên quan. Bé này năm nay thì nó cũng ba mấy, gần 40 á.
tức là nó chết dưới sông á, lúc đó nó mới 9 tuổi rồi, rồi đâu có mấy chụp hình, thì lúc mà nó còn nó đang chết thì mình mới lấy, mình mới vẽ cái đường sống mũi này kia rồi mình tô đen giống như cái bóng đen, nếu mình là người trong gia đình thì mình nhận dạng cái bóng đen này của nó. Tại sao là chú lại có cái ý nghĩa là gửi một cái bông hồng? Bông hồng là cái loại bông mà nó trong sạch, mình thấy nó cũng trong sạch, mà nó là như cái người ta gọi là nụ hồng, rồi vừa nở đó, chớm nở đó, tức là tuổi nó cũng như đang yêu đời này kia, nó vừa cái những cái chữ này là chú viết ra hết. Cũng viết hồi lúc đó mình xúc cảm xúc gì mình viết để kỷ niệm lại cái lúc đó vậy. À, những cái ở trong này có ý nghĩa gì chú hả? Cái đó là cái những cái đam mê của nó. Lúc sống á nó thích học, rồi nó thích ăn dưa hấu, rồi nó thích những cái đó, mình vẽ đó để kỷ niệm, cái đó là những cái ý tưởng thích của nó. Rồi con phải nói là con vô cùng kính phục chú. Rồi con cảm ơn chú Phước ơi.